Xin chào tất cả các bạn. Đường Khánh Linh một ngày diễn ra cũng giống như rất nhiều những gia đình khác. Một buổi sáng thức dậy là sẽ có một việc rất quan trọng, đấy là đưa con đi học. Sau đó thì quay trở về nhà cùng với ông xã đi ăn sáng, hoặc là có thể sẽ tự nấu ăn ở nhà. Lịch tiếp theo thì mình có một cái buổi rất là quan trọng, đấy là tập gym. Bởi vì là đối với mình mọi thứ, cái sự năng động ấy, nó sẽ rất là quan trọng. Và nó dường như là một cái lẽ sống mới của những cái người hiện đại bây giờ. Thì trong gia đình thì lúc nào cũng có ít nhất vài cái đồ công nghệ, từ cái lúc ra phòng khách đến thậm chí là trên giường. Thậm chí trên giường có khi là xung quanh có một số đồ công nghệ vây quanh mình. Thế cho nên là việc tìm hiểu và lựa chọn một cái sản phẩm công nghệ như thế nào cho mình trở thành cái người tiêu dùng thông minh, thì đấy là một trong những cái mà một trong những cái kiến thức cơ bản mà mình nghĩ là mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn. Anh Tùng và Linh cũng là hai người rất là thích xem phim này, rồi thích những cái công nghệ mới. Đặc biệt là anh ấy thì lại còn quan tâm nhiều hơn Linh nữa về mặt công nghệ nữa. Đối với Linh ấy, thì Linh rất là yêu cái tivi, nói thẳng như thế. Về nhà mà không có tivi, không xem được tivi thì cũng sẽ cảm thấy rất là buồn. Đấy là ngoài sở thích nghe nhạc ra thì đấy là một cái mà Linh chia sẻ với tất cả các bạn. Thời gian nhiều nhất có lẽ là ngoài gian bếp ra thì là cái thời gian hai vợ chồng đứng trước tivi để ngồi trước tivi để cùng nhau xem một cái gì đó. Cái thứ hai, kể cả những cái việc mà sau khi những buổi đi chơi thì có những cái bức hình mà lưu lại, cũng có lúc mình cũng muốn xem lại ở trên một cái màn hình nó lớn. Và khi màn hình nó lớn ấy thì nó sẽ thể hiện được cái không gian mà thực sự mà lúc mà mình đi chơi mình cảm nhận được như thế nào. Thì khi mình thể hiện nó trên màn hình tivi nó sẽ tốt hơn rất nhiều là chúng ta xem ở trên điện thoại hoặc là xem ở trên máy tính. Với nhất là với những cái tivi mà có cái độ tương phản và độ cái màu cực kỳ tốt như cái tivi Sony mà mình mới giới thiệu đây. Chiếc tivi này nó có một cái hay nữa, đó chính là nó rất là mỏng. Một cái nữa là Linh rất là thích vì nó rất thuộc với nội thất của gia đình, những cái đường viền kim loại bao quanh thì đem đến cho mình có một cảm giác là tuy là nó mỏng nhưng mà vì có cái đường viền đấy nó khiến cho mình cảm thấy nó rất cứng cáp ấy và đẹp. Và mình cũng thích cái đẹp khỏe khoắn này, đấy là một trong cái mà mình rất là thích. Và ngoài ra là với cái không gian của phòng khách cũng khá là rộng liền với phòng ăn thì mình rất là muốn tìm một cái tivi mà nó có cái in nhỉ, tức là đây là kích thước. Nó có kích thước. Là mình rất là muốn tìm về kích thước của một tivi để nó ở trong không gian lớn như thế, cũng không hẳn là lớn lắm nhưng mà để mọi góc nhìn khi mọi người ví dụ ngồi đây xem tivi trực diện này, ví dụ ở góc bên kia là bàn ăn ngồi hơi chật chéo một chút nhưng vẫn có thể xem được. Để đó cho cái mà mình rất là thích khi mà rước em đi. Thực ra là đầu tiên là hai vợ chồng xác định là sẽ mua một cái tivi với kích thước màn hình như thế, dự định là từ khoảng độ 50-65 inch gì đó. Thì nhà mình ở cái khu Long Biên này thì luôn luôn mình sẽ chạy đến Kiko đầu tiên để mình so sánh các loại tivi với nhau. Thì nếu mà chỉ đơn giản cái tivi như thế này thì mình rất khó để nói với các bạn tại sao mình lại chọn tivi này. Nhưng khi đặt cái tivi này cạnh các cái tivi khác cùng trong cái showroom thì bạn sẽ thấy cái hình ảnh nó khác biệt rõ ràng. Trong gia đình mình thì công nghệ có thể là một cái gì đấy nó sẽ gắn kết được cái thời gian mà hai vợ chồng ở nhà. Mình thấy có bây giờ có rất nhiều các cái bài báo hoặc có rất nhiều các cái phản ánh về các cái thiết bị công nghệ cá nhân. Ví dụ là hai vợ chồng có khi cùng ở một nhà hoặc là cùng ở cùng một bàn, có khi còn chat với nhau. Có khi còn chat với nhau chứ chưa nói là sử dụng mỗi người một mạng Facebook. Nhưng mà cái tivi hay là một số các cái thiết bị ví dụ như là nghe nhạc thì cái đấy là cái
nó cũng như mâm cơm trong gia đình. Nó sẽ làm cho cái thời gian hai người cùng nhìn về một hướng và cùng bình luận, cùng đưa ra những cái ý kiến về một cái chương trình hoặc một bộ phim, thì nó mình nghĩ nó rất ok, chứ nó không phải là cái mặt trái của công nghệ. Cảm giác khi mà được xem tivi ở nhà thì Linh nghĩ cũng rất như nhiều những cái người khác, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Mình có thể ngả ngốn này, mình có thể nằm ngược nằm xuôi hoặc gì đấy, hoặc khoanh chân hoặc này nọ các thứ, và thậm chí có thể là rủ con ra ngồi xem cùng, rồi tham gia những cái trò chơi game cùng với cả bọn trẻ con. Và điều đấy thì nó rõ ràng như thế, tức là chúng ta sẽ quây quần ở cái phòng khách, và phòng khách nó được làm đúng cái chức năng của nó, là một nơi để quây quần. Và bây giờ thì mình vẫn luôn tận dụng tất cả những cái khoảnh khắc đấy, bởi vì các bạn nhỏ nhà mình vẫn còn đang rất thích ở cạnh bố mẹ, và vì thế mình phải đi theo bọn nó, và vì thế mình có thể đầu tư những cái gì đấy nó rất công nghệ, và bọn trẻ con nó sẽ cảm thấy rất là thích khi mà cả nhà cùng chơi game với nhau trên một chiếc màn hình đầy đủ những cái ánh sáng màu sắc tuyệt vời như thế. Đây là album mới nhất của Khánh Linh, và đây sẽ là quà tặng dành cho các bạn nếu các bạn trả lời đúng lý do vì sao Khánh Linh lựa chọn Sony X9300E. Đáp án thứ nhất là nó cực đại, thứ hai cực mới, thứ ba cực tươi sáng và siêu chân thực. Và bây giờ thì xin được chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại vào một sản phẩm nào đấy mà Linh và chồng sẽ review cho các bạn.